Ok không? Ê, trời. Thôi, biết rồi. Biết con dám mà. Rồi, tắt rồi. Tắt rồi. Thôi nè, ở đây đi, ở đây chơi cho mát con, gái. Đọc mày bây giờ, chứ mày chỉ thẳng mặt tao nha. Ở trời. Quán nặng. Ê. Trời ơi, dữ gì? Trời ơi. Con rồi đứng lại đi. Ê, chị coi nó. Dò, tay chân anh lại giữ nó lại đi anh. Giữ đi. Cái con làm gì vậy? Ai làm gì dữ vậy? Khánh Hoàng xin mến chào quý cô bác anh chị đang xem trên kênh YouTube. Khánh Hoàng cũng chúc quý cô bác anh chị nhiều sức khỏe. Hôm nay Khánh Hoàng có đi đến một cái hoàn cảnh để chia sẻ cả nhà nha. Bé gái đó thì bị bệnh về thần kinh đó cô chú anh chị. Này mẹ, hai mẹ con ở lấy thuốc rồi. Đó, phải đi trên cái chiếc đó đó. Chào con. Mình không có xuồng sao mình đi bằng cái phao đó chị? Nhìn chị ghê, chị ngồi ở trên cái phao mà chị nói cái bằng cái miệng lia chi hết trơn nè. Rồi sao không lấy vòng bơi tiếp tiếp mẹ nè. Bữa nay hai mẹ con thì lãnh thuốc hả chị? Bé tên gì vậy chị? Bé tên gì? Tiết hả? Ủa ơi, bé ngồi nói chuyện kìa. Ê, họ lọt xong giờ nè. Lên ngay cái chỗ nào đâu? Không có chiếc xuồng, phải đi bằng chiếc phao nữa nè. Thí, đi đâu về vậy? Con đi đâu về? Mới đi lấy thuốc về. Chị đợi nè, chị nhà đợi chị về. Dọc đường khóc hả chị? Chó cần ra không? Đợi về kìa nha. Lên đi con. Chú vậy? Đúng rồi. Con đi đâu về? Hả? Con đi đâu về? Đứng lên nói ai? Đâu? Đi thuốc về. Lấy thuốc về. Cái gì là sao dưới chị Nga vậy? Dạ anh đây là cháu, kêu bằng dì Sáu. Chứ là giờ là cũng là dì ruột á. Mẹ đó sinh năm của dì Sáu. Trong gia đình. Bé nó bị bệnh thì lâu chưa vậy anh? Cũng 2-3 năm ạ. Nói chung ra là lúc trước thì nó cũng đỡ, nhưng mà ngày nó nặng vậy đó. Thì cũng đi chỗ này chỗ kia, người ta chỉ chỗ này cũng đi, thầy bà đồ này nọ đó, người ta nói hô là củ quyền quở quan, nhưng mà cũng gáy rồi cũng đi bệnh viện đồ này nọ mà cũng vậy à. Dạ.
nó coi như là nó nói chuyện suốt vậy đó, rồi lúc mà có người nó ngồi nó nhảm hoài đó, không có ai là nó quậy bằng đêm ha, nó đi vòng nó đi giữ đó. Có đập phá gì giữ không anh? Đập nhà cửa là chung là cửa bọng là nó đá bung bung luôn đó, mà không biết gì sao mà nó mạnh vậy đó, mình đá còn không nổi nữa ha, vách bọng đầu này nọ là nó coi như là nó đá văng ra chưa, bằng đêm nó đâu có ngủ đâu, đêm nó ít ngủ lắm, nó đi là coi như là nó đi là lạo mình phải đi theo, còn không ấy là nó đi hơi không biết đường về luôn. Vậy là chị phải tối ngày đâu làm gì được, là phải giữ bé này. Đúng rồi, coi như là canh 24/24 đó, đi một chút cũng được, một chút xíu là nó chạy ra ngoài nắng giữa trời vậy nè, nó cầm đá nó đập vô đầu nó bung bung vậy nè. Trời ơi. Ngồi giữa sân vậy nó đập đá đập đầu bung bung vậy. Cái gì? Rồi hơi có khi mà lúc mà nó ngồi nó khóc, nó ngồi nó miếu máu rồi nó nói chuyện xàm, không ai nó không. Có lúc có thì nó biết người này người nọ. Nói chung ra cũng có lúc là nó tỉnh rồi kêu uống thuốc rồi này nọ là nó cũng tỉnh, nó cũng biết. Biết rồi xong rồi qua rồi, chút xíu là nó cũng vậy nữa. Dạ. Yeah. Mấy bữa gài nói chung ra cũng đưa nó đi lên trên bệnh viện Gạch Giá mà thấy rồi về nó cũng vậy đó, nói chuyện tối ngày vậy đó. Dạ. Bả thì nói nghe nói chung ra cũng có hai đứa con, mà vợ nhỏ chị của nhỏ này á thì cũng đi làm lương tháng cũng được 3 triệu mấy gì đó. Dạ. Rồi sáu thì bả ở nhà vòng, ví dụ như mà lúc mà nó tỉnh á thì ai mướn cái gì bả đi mằng ở đó bả đi làm, còn không mướn không có gì thì ở nhà canh nó vậy tối ngày vậy đó. Chứ không phải ấy, nó tối ngày nó đi coi như là không có phương hướng, nó đi vòng phải đi theo nó canh nó túi tối ngày đó. Bằng đêm là đặc biệt là bằng đêm nó ít ngủ, nó không có ngủ. Có khi lên bệnh viện á thì có mua thuốc bác mà bệnh viện nó cho thuốc á thì uống thì nó ngủ được chút vậy rồi nói chuyện ơn luôn. Nói chuyện ơn không, bằng đêm nhiều khi đó, hả lạ là sợ luôn đó, phải sợ đó, ngồi nói chuyện ên rồi. Ủa nó có cái gì vậy? Có máy tính hay gì? Không có. Tivi. Nó coi cái tivi rồi nó nói chuyện. Lấy cái mặt ra cho chụm vô vậy đó hả? Đây. Bán đàn. Sao chụm cái đầu lên chi vậy? Đi con, tắt con đi con. Đây. Cho nói chuyện với chú một tí đi con. Chú chuyện với chú kìa, chú có nói gì kìa. Đi con, chú hỏi thầm tí à. Sao lại đây em nó quậy con đâu vậy? Ê con đi đâu rồi? Ngồi chữ rồi. Thằng ngày đi vô được con hả? Ê bỏ đi. Bé nắng nó con đi vô nhà mát nè. Biết sao mà bệnh vậy? Hey. Đi con. Chị có hai đứa con. Đi vô đây. Đứa gái, đứa lớn thì đi làm à. Còn đứa bé thì nó bị bệnh, chồng thì thôi lâu rồi anh chị. Giờ bé đi qua nhà của bác kế bên chơi. Ủa nhà đó là của ai vậy anh? Nhà này của bà trong đó nằm giỏng luôn kìa. Lên nằm giỏng luôn kìa. Nó đi khi nó mòn mỏi lắm rồi nó mới vô nó ngủ. Dạ. Còn không ấy là phải đi theo nó vậy đó. Đến lúc hả nó vô hai nửa đêm. Áo banh cửa banh mộng hết trơn. Chết. Đây là mới tính không có nghe nó phải sợ. Chị vô. Vô chị nằm luôn rồi. Chết. Chết. Chào cô ạ. Nói chuyện với ai mà điên vậy? Hả? Sao dẫn qua đây vậy? Sao vậy con? Nó điên nghe nó không?
tụi bà đây đấy, ta điếm mày tới ba đi. Vô là đấy, ta điếm mày tới ba. Nó nói dai, nó chuyện dai vậy. Cái đó là khó, đó là khó đó. Sao sao lại đập? Chú thăm con mà. Rồi giờ về nhà nè. Đi về nhà không? Nhà ở đâu? Hay là nằm đây đi con. Ê ê ê ê ê ê ê. Trời. Thôi nè, ở đây đi, ở đây chơi cho mát con gái. Tao đập mày bây giờ chứ mày chỉ thẳng mặt tao nha. Ở trời. Ê. Trời ơi, dữ vậy. Trời ơi. Con là đứng đây. Ê. Chị coi nó. Dò tay chân làm gì? Anh lại giữ nó lại đi anh. Giữ đi anh. Cái con làm gì? Ai làm gì dữ vậy? Hả? Thôi ai làm con gì vậy, ngồi đây chơi đi con. Đây nè, vô đây nè, vô nằm nhà mình chơi. Khuyên em đi chị. Sao vậy? Con, ai làm gì đâu? Ai làm gì đâu? Hả? Ai làm ngơ con làm gì vậy? Hả? Quá trời. Vậy đó rồi con. Sao con, ai làm gì vậy? Ai làm con gì con? Hả? Rồi đi về bến nghỉ nè, đi về nhà nghỉ nè. Nhưng nghỉ thì nhà mà chính nằm nghỉ đi. Trời có đá dò rồi. Mũ không à. Dính mũ chuối không à kìa. Thấy chồng mình sao? Cũng nhà mới chín đi, nhà mới chín coi. Ủa, chơi đi. Trời. Thôi biết rồi, biết rồi. Biết con dám mà. Rồi tắt rồi. Tắt rồi. Cái gì vậy? Ôi quậy rồi. Tội nghiệp quá. Trời. Ê, làm gì vậy? Đi kệ đi, nó đi đâu đi, Sáu đi theo đó. Ôi trời, trúng em luôn á. Quá quậy rồi. Rồi đi đâu nữa vậy? Gạch đi không nổi luôn rồi. Cái số của Khánh Hoàng. Rồi đi đâu? Đi về nhà rồi đi đâu? Trước đó hả? Thôi đừng có lại gần, nó nói cái trời vậy. Chiếu một cái nữa. Cái đó là vô cái điện thoại mày luôn đó. Tao nói là có đó. Hey. Còn biết cái điện thoại luôn đó. Tao lấy cục đó đó, tao đập vô cái điện thoại mày luôn, bể luôn đó. Thôi đừng có chọi, chú thăm con mà. Chú lạ làm gì vậy con? Đâu, chú làm gì đâu mà đặt bàn thổi đó. Bắt chú mày lại bây giờ, tin không? Ê. Làm gì vậy con, đừng làm gì. Đi gì bách? Lo trời nó quậy rồi nha. Nói chuyện gì vậy? Thôi làm không cần được đặt đó. Chú chết luôn. Bây giờ mình qua nhà nó là nó gượng mình biết chạy con bé đó. Ở đây chống mình nó chạy. Không, như vậy chứ nó cũng không có đâu, nó có cơn thôi. Tội rồi, tội cho người mẹ ha. Dạ. Mẹ hãy canh mình giữ. À, bây giờ hỏi thăm chị nè, nãy giờ mình cũng chưa hỏi thăm mà. Chị ơi. Chị em hỏi thăm đi. À, anh hỏi đi, kể đi. Em theo giữ đi. Em giữ bé đi, em hỏi thăm chị này cái. Hỏi chị. Rồi ở đi kìa. Trời ơi trời. Đi, ê mà cái chừng nó làm chủ nó lấy cái gì làm ơi. Giữ em giùm đi. Làm, cái chừng đó. Chị đứng lại đi. Bây giờ chị chia sẻ coi bé nó bị bệnh hồi nào vậy chị. Chị đứng bên đây cho nó coi. Lâu mà nó mới phát ngay cũng mấy tháng. Dạ. Yeah. Người phụ nữ mà nuôi cho giữ con vậy chắc. Trời ơi, có khi suốt đêm không ngủ được với nó muốn chết luôn vậy đó. Dạ. Yeah. Bây giờ nãy em thấy chị là đi lấy thuốc ở đâu vậy? Ở bệnh viện ở ngoài Khỏi Bình Lương quá đó. Cái đó mình lấy có tốn tiền không? Vì bữa hổm thấy có bảo hiểm đầu nó cũng tốn 200 mấy. Rồi có mấy năm, một năm mấy nó lấy là không có bảo hiểm, nó không chịu nhận bảo hiểm đó. Dạ. Tại mình đâu có biết xin cái giấy chuyển viện gì đâu. Là mỗi tháng nào cũng đóng tiền cho nó. Cái hồi sáng này nó có nhập bảo hiểm vô đó. Dạ. Cũng không có tốn tiền. Rồi ngày chị có đi làm gì để có tiền nuôi cho bé không? Đi làm gì đâu, ai tìm nước, ai muốn mần cỏ thì mần, ai muốn dặm lúa thì dặm vậy đó. Dạ. Yeah. Lấy dao giấu hết, nãy quên lấy dao. Nó có cơn vậy đó. Lời nữa bây giờ. Cẩn thận nha anh, bé đang lợi á. Bé nó mềm. Để vô nhà.
Hàng ngày quậy phá gì đó hả chị? Ừ, mà mình nói ngọt với nó thì nó đỡ chút nghe, mà nói sẵn sẵn nạt nó lại đó hả? Tại nó làm tới rồi nó quýnh luôn luôn á. Chị nãy giờ em nói ngọt lắm luôn mà sao nó trội em luôn á. Nó nói lại, cái vụ này là quay quay hay gì đó. Ừ. Con nghiệp quá. Không gà có uống thuốc ngủ nó đỡ đó, chứ uống thuốc ngủ là sáng đêm nó có ngủ nghe gì chứ. Đó giờ mình có đi thầy nhiều không chị? Rồi để... đi biết mấy thầy đó rồi nó hết, mà ông thầy nó nói không thẳng từ từ nó hết. Dạ. Ngày qua nó cũng mới cúng heo đó. Chị mới à? Cúng heo. Cúng rồi. Cúng rồi qua. Trời đất ơi. À, được rồi, chị có đi lên núi cấm không? Có đi rồi luôn á. Ông lên ông thầy nào? Ông đi lên cho đó không có gặp ông thầy, mà người ta nói là anh Năm nè, anh quen cái ông nào đó có số điện thoại mà điện, mà sao cái ông đó không có, ông đó lên rồi lên rồi cái bữa đi đi về là nó quậy tới bây giờ luôn, nó nói dạ. Chuyện tới bây giờ, chứ còn hồi chưa đi là hỏi nó không có trả lời, hồi bữa đi tới về là nói chuyện tới giờ luôn á. Hồi nãy lúc mấy anh em tiếp xúc thì bé rất là hiền. Ừ. Em hỏi tên gì nó có cơn gì nè, cũng trả lời bình thường luôn á. Ừ. Trời ơi, bữa hổm vụ dẹp dao đó, nó cầm cái cây kéo nó phang tôi muốn chết. Hồi đó nó quýnh anh ờ, anh nó chổng rồi kìa. Quýnh nó chổng rồi. Ừ. Trời ơi, quýnh anh nó chổng rồi. Không có sợ đâu, không sợ ai chứ. Bé nó dữ quá rồi nha. Này phải thường xuyên cho uống thuốc đều đặn. Đó, rồi. Uống đều luôn đó, bữa nay nó không có uống. Cái gì mà quýnh anh Lâm hay gì vậy? Bè. Ê, ê. Ê. Trời nó mắc thở luôn anh ơi, cầm trái cây. Đi vô nhà. Không có cần, không có cần lên là không có tự gai chứ. Bây giờ cho nó uống thuốc đi. Tôi uống thuốc rồi. Tới cử uống thuốc hả chị? Uống thuốc rồi ngủ. Dạ. Uống thuốc rồi ngủ. Có thuốc ăn thành. Rồi. Chị mà nó đang quạo để uống mới uống không. Chị đó hả? Có gì đó hả? Cho uống mới được, để được bỏ. Dạ. Ráng rượu ngọt cho em nó uống. Dạ, không biết dám lại gần nữa cô chú anh chị. Tử hình đây. Thằng nào? Con nhận số tiền nào ở đây? Con nhận số tiền là ai? Mày được giả, bây giờ mày hổ hả? Hổ không? Giờ mày nói chuyện cái gì? Mày nói chuyện với ai vậy? Buông cho anh! Làm cái gì vậy bé? Ngồi xuống đây. Anh làm gì? Mình đang uống trong buồn nè, người ta cũng được rồi sao? Không cho. Buồn gì? Ngồi riêng vừa thôi nha. Mình bắt chối lại bây giờ tên ông. Nè nè thuốc nè. Còn thuốc à? Ô là trời ơi. Đâu rồi? Đâu rồi? Trời ơi, cô làm gì vậy? Lấy cái liều khác đi sao? Trời ơi, không biết cũng chết.
buổi chặt chim chóc vẫn lại nhà người ta nó phá nó đập vậy đó, rồi ai mà nhiều khi lại nhà người ta cũng ấy nữa, nhưng mà nói chung ra này cô bác xóm giềng người ta biết nó vậy người ta cũng không nói gì mà. Ừ, lại là uống một đập cái vậy đập uống chậu gì nó chậu thôi để chút thôi cho nó uống, giờ nó đông nó có uống đâu. Có nhà nó chuyện sáng sáng đi em cũng nhận nhận này qua đây tiếp chi gì ha. À, nói chung ra là cũng làm gì vậy mà thành ra cũng đi qua lại đi cũng mấy à, nhà cửa kìa các bác anh dòm đá banh hết trơn, đá bung cửa bung cổ đó đấy. Mình đây mình đá còn đau dò nó đá bung 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 mình đi mà nhốt nó lại đóng cửa là không cho đi á, đóng thôi cái dò nãy đá vô cái ghê cái nãy có sao không anh không biết nữa, đá dữ lắm mạnh luôn. Ừ. Đá cái tủ rồi để trứng luôn rồi đứt dò ngồi khóc luôn. Dạ. Yeah. Không có cái cảnh nào khổ mà cái cảnh mà mình phải bệnh bình thường không nói, mà bệnh nào phải có người đi giữ. Dạ. Yeah. Phải đi giữ đi theo kè kè vậy đó. Rồi nói chung ra ở đây vòng vòng đây cũng là cô bác là thành ra mình nghĩ nó bệnh vậy cũng không có ai nói, không có ai trách phiền gì hết đó. Cha nó cũng trông ra ổng cũng bị bệnh này nọ kia nọ. Gà quay chi nha. Dạ con chào chú. À, chú là sao với Tôi anh ruột nhỏ bà già nha này. Chú thứ mấy rồi chú? Tôi thứ hai. À, cậu hai. Ừ. Nhỏ em nhỏ thứ sáu. Dạ. Rồi thấy hoàn cảnh anh về anh ở không có chỗ ở nè. Rồi ở bên thứ năm á, bên chồng đó. Rồi về nay ở thời gian chồng nó bỏ thôi rồi với mẹ con về ở đó. Bây giờ còn một đứa con nhỏ ngay lớn nữa, nó đi bằng ở bên Phú Quốc vậy đó. Dạ. Đi bằng mướn ra bằng công ty gì đó. Dạ, còn bé Thí này phát bệnh lúc nào ba chứ? Nó bệnh nó cũng đâu 2 năm rồi. Dạ. Cái lúc mà lên cơn bệnh gì ở xóm mình có ai lại giúp để đưa cháu đi điều trị bệnh không? Ở xóm mình cũng như ở ấp này nè. Dạ. Bệnh cho hay rồi cũng bệnh á. Đi mướn xe bảy chỗ đó. Dạ. Bao chở. À, cái lúc mà chở đi là cháu nó chịu đi không hay là mình có nó quậy dữ lắm. Cậu út mà đứa em nhông nó súng lại với cái thằng ông già của thằng nãy ra đây đó. Dạ. Súng lại chói hay chở đi. Chối vậy đó. Ừ. Lần nào đi trị bệnh cũng phải chối gì hả nhân? Ừ. Nó không chịu đi, mình nên làm theo lại. Dạ. Lên xe vì xe mà trong đa mình đâu đi được, bên xe 6 chỗ rồi đó, 4 chỗ hay 6 chỗ gì đó, đi chở đi. Ông ốm nhô mà ông bệnh cái kiểu như đang ngủ vậy đó, ai nhập ai gì đó, rồi ông quậy banh nhà banh cửa hết trơn. Rồi hai người cũng thôi rồi 6 bà về đây bà sống rồi nhờ ngoại với cậu Út á, cũng nói chung ra cũng đâu có bỏ được. Rồi cũng giúp đỡ các nhà, các cửa rồi đó nè. Chứ hồi đó bà sống bên chồng. Thấy ba cái cảnh khổ gì đó ba sống được rồi cái cu mang mới về đây rồi cho ba cái nền nhà nè, rồi cắt cái nhà cho bà, rồi xóm ghiền rồi này nọ biết ba khổ đó, rồi ví dụ như có vô vụ làm lúa mùa lúa đâu đó rồi mướn ba mằng cỏ dậm lúa đâu này nọ, cắt lúa xong thì ba đi móc lúa. Ừ. Móc lúa bông mình á, móc lúa nha. Ừ, móc lúa bông, nói chung ra là mấy bao lúa trọng là ba đi móc đó, móc hồi 10 tháng hạn mình rồi đó. Rồi về đó rồi, nhưng mà cho heo rồi xây đồ cho heo ăn đó, chứ ăn ở nhà đó. Còn rồi cái cốc này á, lúc đó nó bệnh cũng đỡ đỡ. Rồi có lúc nó biết, lúc không, bây giờ lúc này là nó không làm như là không biết luôn. Là coi như là sáu là cũng phải là trực chiến. Nhớ đêm, thức sáng đêm để đi cành đó. Đóng cửa mà nhốt nó phải không, nhiều khi mình mệt mỏi rồi đóng cửa nhốt là nó tung cửa đi. Tung cửa đi rồi phải lội theo sáng đêm vậy đó. Thì nào nó mòn mỏi rồi bắt đầu nó mới ngủ. Ở trong chỗ mình thấy cái vách nhà bung hết trơn. Ừ, là nó đá không đó. Đó là đóng cửa tại vì có lúc mà mình có hai mẹ con à. Nói chung ra nhà có hai mẹ con à. Rồi khi bà mệt mỏi đó. Rồi bà canh cũng không nổi. Rồi nói chung cũng ngủ. Rồi đóng cửa khóa đó là nó không cho nó ra phải không. Là nó đá bành bung vách hết trơn. Nhà cửa là cửa nẻo rồi này nọ sửa lại nè. Đá bung văng ra hết.
rồi giờ là sáu bảy cũng kiểu như là nhà rồi lặt vặt rồi canh nó vậy thôi chứ cũng không có đi mặn được cái gì. Lúc trước thì ba có đi mặn cỏ, nói chung ra là ai mướn gì, nói chung ra sớm ghiền ai mướn gì ba mặn nấy à. Giờ tự nhiên không mà bắt đầu là từ Tết tới giờ là bắt đầu quậy nặng luôn. Quậy nặng luôn, ai nói cũng không nghe. Lúc trước có cơn, theo cơn nha, trước có cơn lên cơn quậy, còn không có cơn bắt đầu nằm im. Còn giờ là 24/24 quậy, chừng nào mà ngủ thôi nha, cho uống thuốc cái kiểu như uống thuốc bệnh viện đó. Chừng nào mà ngủ thôi, còn thức dậy là nó xàm xàm là coi như là đi tới đi lui vậy đó, mình phải đi theo. Còn không có mình phải không, là hơi lội vòng sớm. Mà lại nhà người này người kia, nói chung ra cũng cô bác người ta cũng hiểu cái hoàn cảnh, người ta cũng không có trách phiền. Chứ gặp người kiểu lạ lạ là chết luôn. Lại quậy rồi muốn làm tự nhiên cũng như là kiểu như là không biết gì là nhà của ai chứ. Là coi như là vô là cũng quậy. Nước đa, cà phê, đồ cơm đồ nó bậy banh chành cả hết trơn. Tủ lạnh rồi nó hay lại sớm ghiền không ha? Là nó muốn quậy là coi như là nó tự nhiên mà không có, nói chung ra không biết là ai hết. Rồi phải đi canh nó hoài vậy. Hãy mà thức thì thôi, ngủ thì thôi, chứ mà thức là phải đi canh. Đặt bung cửa đi, ngủ. Tát vậy, không còn gì. Đâu rồi, ngủ hay gì vậy? Không biết đi đâu nữa hay gì vậy? Trời ơi, ngủ đâu mà ngủ, ngồi bậy cái gì nữa kìa. Em giờ không dám lại gần nữa. Dữ quá. Gì vậy? Ê, lột bắp hả? Ê, có cái dao nè. Bắp làm gì vậy anh? Hả? Bắp này làm gì? Nói chuyện anh nè, không có nói chuyện với ai, làm như người vô hình vậy. Muốn làm gì là tự ý làm thôi, chứ còn nếu cản là cản không được, cản là nó pháp anh hết. Đồ ăn đồ uống, nhiều khi cơm rồi nọ nó trộn nước màu rồi ui một ngọt vậy, nó vô một thau vậy là rồi ngồi ăn. Không biết gì. Này gì? Cái này gì? Sao không nói chuyện gì cho vậy? Rồi sao vậy? Hả? Ơn nó chị xàm xàm ơn ơn. Liên tối là dẹp dao dẹp đồ hết trơn, đâu có dám thấy đâu. Nói chuyện gì vậy? Không có gì. Nó lớn rồi này. Nó lớn rồi này nghe coi. Sao? Nói gì mà nói trùng miệng không ai nghe được gì đâu, nó lớn lên. Có đi chơi không? Chú chở đi chơi nè. Đi không? Đi chợ không? Đi chợ không? Đi du lịch không? Thí thí đừng làm chú sợ nữa nghe thí. Mấy chú ở đây là lại là thăm con cưng thôi, chứ đâu phải mà làm gì đâu mà mày chọi đá là mình làm thấy ghê à. Gần khi không có đường chạy nữa nha. Hả? Thôi nó đi. Chạy ra ruộng hả? Ừ. Bắt đầu đi, quặng lên đi. Gì? Thôi chú quặng cái nghe con. Trái này trái gì? Làm gì vậy? Lột bắp làm gì? Biết xào không? Biết. Xào sao đâu? Bắp xào. Bắp xào sao? Bà xào sao? Bà xào cái? Thì từ từ đi rồi biết. Làm gì rung dữ hả? Thiếu rượu quá gì? Cái bắp mày, cái lột bắp mày gì ăn? Không ai hỏi gì con? Bằng gì ăn? Biết không? Thương lắm mà không biết gì. Tóc suốt ngày hay suốt đêm? Hả? Con hầu thương con hai mới rồi. Thương nữa hả? Thương hoài vậy. Thương con hai cái nữa coi. Ủa dây chuyền quá trời cho con cộng ơi. Cho cậu dây chuyền này coi. Dây chuyền vàng đó hả? Quý không? Trăm ngàn triệu bạc không? Rồi ấy rồi bao nhiêu nó được coi. Nó để nó làm nó ăn đó. Để coi nó làm cái gì. Biết làm đó. Biết làm không?
Nó chị nên nè, nó hoài á. Chiên hoài giờ sáng đi. Con ngủ 1 giờ cái gì không chị ra chiên vịt ăn. Chị ăn xong rồi. Có mặt con nó lên luôn. Nó biết gì không chả. Nó chị ăn tốt. Nó chị ăn tốt. Nó chị ăn tốt. Nói gì à? Nói cái gì? Chửi người ta hay gì vậy? Nói chuyện hầm hầm trong miệng là chửi phải không? Hả? À, sao? Không biết có ai rồi. Sao nãy chậu chú gì vậy? Sao nãy hồi nãy chậu chú gì vậy? Nói nghe coi. Thấy Thi phải Thi không? Đúng rồi. Tên gì? Thi. Thi gì Nguyễn cái gì Thi? Lê Thị Thi. Lê Thị Thi. Rồi sao tự nhiên lại đổi ra vậy? Sao? Con nhiêu tuổi rồi? Thi nhiêu tuổi đi? Nhiêu tuổi? Ta hỏi nhiêu tuổi kìa? 18. 18 tuổi. 19 chứ. Nhiêu tuổi vậy? Bé nó nhiêu tuổi vậy? Nó 19 mà không biết luôn. Lấy trái nó đi mẹ. Sao? Cho ai ăn mà làm dữ vậy? Ai ăn? 18 tuổi mà như con đứa con nít. 8 tuổi rồi nè. 18 tuổi mà như đứa con nít. Bữa nay đãi mấy chú ăn rồi sao nè? Cho ăn không? Cho ăn không? Cho nó xin gì không hỏi không nói. Làm bắp này cho ăn không? Có. Cho ai? Mệt quá hả? Vào chân tư rồi biết. Từ từ rồi biết. Xào sao đây? Chỉ rồi ta xào cho. Trời ơi, ngồi nói chuyện xàm 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 xàm. Nín cái miệng lại coi, đừng có nói chuyện nữa coi, được không? Chuyện gì đỡ, hơi nó khóc hù hù mà dỗ nữa. Sao cái giò đá nãy sao rồi? Hả? Đưa cái giò ra coi. Cái gì? Cái giò làm cái gì nữa? Hồi nãy đá cái trái gì đó. Thí ăn bánh không? Ăn bánh không? Bánh không chú cho tiền bánh nè. Lấy tiền không? Lấy tiền không? Nè hai chú cho Thí tiền ăn bánh nè. Nè bây giờ chú lì xì ăn bánh tiền bánh nè lấy không? Hả? Sao vậy trời ơi trời tiền mà chơi nữa. Chú nồng dần như chú cho con đó. Chú nồng dần bằng thằng á. Cảm ơn chú cho, cảm ơn con. Cảm ơn ai? Cảm ơn. Ôi nó nhìn em nó liếc nè. Trời ơi trời dữ lắm mà. Hồi nãy sao con chọi chú với ạ? Thì sao chọi? Hả? Có muốn ăn gì kêu mẹ mua cho ăn nha. Ăn gì nữa không? Sao tao hỏi không nói mà nói chuyện ên sao vậy? Thấy dễ thương lắm á. Nói chuyện với chú một chút đi, chú hỏi thăm ơi. Nè chú hỏi thăm kìa. Nói chuyện làm như người vô hình vậy trời. Gì? Rồi nói chuyện ên à. Nói chuyện ên vậy không đó, thàm làm sáng đêm vậy. Sao chịu nổi. Hồi con làm bắp xào cho hai chú ăn không? Thấy sao? Nãy còn dặn mua bơ, nó bơ xào mới ngon. Trời ơi. Có cho chú ăn không? Cho lại con. Cho không? Ở nhà hàng ngày nó có nói chuyện với chị không? Nói gì? Cứ khi hỏi cái chục tiếng nó không có trả lời, nó nói gì hoài đó, không nghe. Ờ vậy không phải riêng mình anh em mấy ăn có chị nữa. Có vậy đó, coi như không có như là người, mình là người vô hình vậy đó. Coi như là mình là người vô hình vậy đó. Dạ. Thí dụ như mà mình lạc, mình làm lớn dữ lắm á thì nó sựng lại nha. Còn mà mình hỏi nó thì coi như mình người là người vô hình vậy đó, không có quan tâm mà nó muốn làm vậy làm, không quan tâm tới. Cái kiểu như là tao muốn làm sao tao làm thôi chứ còn kêu người ta tao không làm. Dạ. Vô tư. Mà khi mà hỏi nó cũng không nói nào, mà nạt dữ lắm nha, la lớn nha, nạt dữ lắm thì nó còn nói lại em đó. Ừ. Đó, vậy đó.
khóc biết bao lâu rồi, về đây tính. Đâu khóc rồi trái kìa. Ê. Khóc nè. Khóc làm cái gì tự nhiên nó kêu khóc. Vậy ai biết đâu nghe nó khóc đẹp gì đó. Khóc đẹp hơn không? Bữa hồi khóc rồi cái mặt nhăn gì sao như bà già vậy đó. Nói gì ta? Không biết nói gì trong miệng. Thì quá vậy. Nè, đưa hai cái mít lại đặng cây đưa vô cho. Dần dần cây bé dần, dần, nói dần, gì vậy? Nói gì nghe. Để tôi chuyện vô cái coi. Anh cầm lấy cái bên đây nè. Anh đưa đưa kế mà vô nói. Trời ơi, mày nói đâu nhà mày hung tao đây anh con. Trong này khác ở ngoài khác. Nói gì nói đại lớn lớn lên đi, nói gì nhỏ ai nghe được chị? Cái miệng của bóng cừ nha. Cái này không được, con. Cái này không cũng vậy đó. Đó chị nói gì nha. Nói xàm gì vậy? Con mà đó, con. Ôi. Cho dầu thơm nè, sức không? Dầu thơm nè. Dầu thơm gì thế chị? Có dầu thơm gì vậy? Tết mà hết. Thấy em thôi mà trời. Cho anh chai dầu thơm nè. Dạ em đang làm 4 mua sách. Nè, chú cho chai dầu thơm nè. Chị khó biết luôn. Kìa cậu nói kìa, chừng nào mẹ, chừng nào con hết chị bệnh đi làm với chị hai kìa đi không? Đó, bây giờ chị có thể. Ôi lòng. Không trả lời luôn, nó chỉ nên. À, bây giờ xong rồi, tách bắp xong rồi, giờ ăn bơ. Bắp gan hả con? Chứ là mình có để trứng gì vô không? Thí? Không có hành mới ngon. Đó phải có trứng, có hành nó mới ngon á. Có để đường gì vô không? Vừa hát hát vừa ta làm vừa làm vừa hát đi kêu đi chơi đi cưng. Xích ra rồi nó văng vô cái áo rồi con. Bé nó mới phút thì đỏ hơn nãy rồi. Ừ, lớn rồi. Chín rồi đó con ơi. Ủa sao bới nữa con anh à? Ôi mời mời cậu hai. Cậu hai vậy đó. Mày không đại với chú kia không? Có thích cho chú ăn không? Có đại đại với chú ăn không kìa. Mày đại với chú kia nè. Sao bới bới đi chú vậy? Dạ mời cậu hai trước hay gì? Cậu hai lớn. Cậu hai không ăn hay gì vậy? Cậu hai đưa cho anh Khánh Hoàng. Cảm ơn con nha. Con bới đi đi. Con ăn đi. Rồi. Rồi con ăn đi con. Bé nó tự xào bắp ăn luôn. Ngon. Ăn ngon. Tôi thích. Thích. Chú ăn. Ngon. Ngon quá ta, khéo tài quá. Ngon. Ngon nghe là nữa người ta khen là ta quảng cáo rồi
Bây giờ mở tiệm bắp xào cho Thí làm ấy, chịu không? Bán. Chịu không? Chịu bán bắp xào à? Ừ. Chịu không? Tiệm gan bắp xào, cô gái gan bắp xào. Cô gái bán bắp xào. Cô Thí bán bắp xào. Tiệm của cô Thí à. Nha, để bản cô Thí luôn. Chịu không? Em Thí. Chịu không? Chịu không mà không nói. Hả? Con chịu không? Không nói chuyện với ai vậy? Bữa đi mình sẽ sạn ra, sạn ra cho đã rồi bỏ vô làm quà vậy. Sao không đóng gì đó hả chị? Đi đâu cũng sách theo vậy. Một à, giấy như tờ, chứng minh gì cũng lấy bỏ vô đó trên. Ê, giấy nó luôn bỏ vô đó luôn. Cái nhà có mình... tên nó là nó bỏ trong. Giờ tối khi nào đi dấp cái cây này không chị? Quen ha. Quen. Đi dấp mấy lần đó. Mà giấy được mấy lần đâu. Ờ, học bạ gì của nó, giấy tờ gì của nó, tên của nó là lấy hết, bỏ vô đó. Ờ, đem ra cho mình. Gọi chị ăn với nó đi. Gọi đó đi con. Ờ, chị hôm nay nãy giờ anh em cũng lại quay và chia sẻ cái video này, mong là chị sẽ cho phép anh em chia sẻ video này cho quý bà con của bác biết ha. Để coi có ai giúp được phần nào để giúp bé điều trị bệnh không hả chị. Ừ. Rồi bây giờ anh em cũng xin chào chị. Dạ. Dạ, Khánh Hoàng cũng chào quý cô bác anh chị và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.